thậm chí mấy hãng luôn, mấy hãng mà ví dụ như tầm khoảng như 45mm thì nó tương đương đó, nó có con 260 hoặc là 353 của thằng Huona, 260 cái tin đó, bơm nhớt nó cũng không bơm tốc độ mà nó ra khủng khiếp như là New Week 688 này luôn anh em. Ok, xin chào tất cả anh em ha, chào mừng toàn thể anh em đến với Thiền Văn Gia Lai nha. Thì chúng mình em bay thiền đang có một con máy cưa xích New Week 688 anh em. Con này thì Thiền chốt và cho anh Tăng ở Lâm Đồng. Anh khách này thì một khách cũng khá là quen của bên Thiền. Và con cưa New Week 688 này là một con cưa tầm trung anh em dùng gia đình. Nó là một con cưa hàng Trung Quốc nha anh em, hàng thương hiệu Trung Quốc nha. Nhưng cái mẫu này thì có thể nói là một trong những mẫu máy cưa đời đầu tại thị trường Việt Nam chúng ta mà tồn tại đến thời điểm hiện tại nha anh em. Thì anh em biết là New Week 688 bán ở Việt Nam mình thì cũng lăn quanh 20 năm rồi. Thời đó thì nó chỉ có một vài thương hiệu thôi anh em, không có nhiều thương hiệu như thời điểm hiện tại. Nhưng nói về một thương hiệu Trung Quốc, máy cưa Trung Quốc mà tồn tại từ hồi đó đến hiện tại thì chỉ còn 2-3 thương hiệu nữa thôi là hết rồi. Chứ còn ngày xưa ví dụ tầm khoảng 10 năm trước thì rất là nhiều, nhưng mà thời điểm hiện tại những thương hiệu đó nó cũng kiểu như anh em biết là những hàng Trung Quốc á mà nó đặt hàng ở nhà máy Trung Quốc về đúng không, hay là bán ở thị trường Việt Nam 1-2 năm mà bị lỗi á, hoặc là nó kém chất lượng á, thì chắc chắn nó tự bị đào thải, thì dần dần nó sẽ bị mất thương hiệu đi, họ sẽ đổi lại thương hiệu khác này nọ hay kia đúng không. Nhưng mà con New Week 688 này thì bán ở Việt Nam mình thì rất là lâu rồi anh em, nên em có thể hoàn toàn tin tưởng được về cái chất lượng của nó nha. Giá hiện tại của nó là 3,3 triệu nha anh em, 3,3 triệu. Anh em được miễn phí vận chuyển nè, tặng anh em một chai nhớt Echo và một cái dụ xích nha. Còn ngoài ra thì bên nhà máy họ có kèm cho anh em một chai nhớt Tiger như thế này nữa để anh em về đâu đai. Một chai nhớt này thì anh em pha tầm khoảng 25 đến tầm khoảng 30 lít 3 lít xăng, 2,5 lít đến 3 lít rưỡi này, 2,5 lít đến 3 lít á là đâu đai thoải mái nha. Còn đâu xong thì anh em lại dùng nước Echo này anh em sử dụng thì nó cũng rất ok. Và trong tầm giá này thì đảm bảo anh em luôn rất yếm máy ha, máy cưa loại tốt mà trang bị được cho anh em phải làm là lam đầu trượt ha, cũng là hàng chất lượng luôn chứ không phải là hàng tàu lao nha. Mời em gần đi để chúng ta xin rõ hơn. 3,3 triệu nên đi miễn phí vận chuyển kèm quà tặng. Ngoài ra trong máy thì sẽ kèm cho em một cái lam New West 5 tấc như thế này, 3,3 triệu nha. Còn em thích lam dài hơn nữa thì thêm tiền nữa nha anh em. Lam đầu trượt nha, lam đầu trượt. Và hàng lam New West này thì lam thiện lắp cho máy 180 hay 50 quy tinh rất là nhiều nè. Và kèm theo cho anh em là xích ô long chính hãng luôn ha. Trong tầm máy Trung Quốc làm gì có con máy này mà trang bị cho anh em xích này đúng không? Nếu trong tầm giá 3,3 triệu mà hàng chất lượng nha. Thế còn mà hàng rẻ rẻ 2 triệu mấy thì chắc chắn anh em là đảm bảo là họ trang bị cho anh em những linh kiện gọi là như là lam đầu bi nè ha, hoặc là xích thường thôi, xích Trung Quốc thôi chứ không phải xích hãng đâu ha. Còn trong máy thì trong nó sẽ có túi đồng nghề, trong này chúng ta sẽ có tiếp buri nè, cái răng bà đà sóc này, về anh em lắp rudder xong rồi anh em lắp vô ha, hai con tán lam trong này đó. Còn về máy thì nó cũng là khuôn dáng của những con hàng Trung Quốc thì nó cũng tựa nhau nè ha. Khuôn dáng thì tựa nhau, khác nhau chất lượng ha. Chất lượng ở đây là gì, chẳng hạn như một con máy tốt á, thì nó dùng bộ chế khác, điện khác, nòng khác, rồi côn khác. Khác ở đây là khác về chất lượng nha anh em, chứ còn mà khuôn dáng như anh em thấy là những con máy Trung Quốc tầm 1,1-2 triệu nó cũng dùng bộ côn kiểu như thế này luôn ha, dáng khuôn y như vậy luôn, nhưng mà chắc chắn là cái chất lượng nó xấu hơn rất là nhiều ha. Nòng cũng vậy, cũng là nòng 45 ly chẳng hạn đi, nhưng nó có rất là nhiều giá thành khác nhau ha anh em. Rồi giờ thì Thiền test nổ thử cho anh em tham khảo nha ha. Và con New Week 688 này anh em thấy nó dùng ốc một giác khói thì hết cho anh em này ha. Đó ha, ốc như là ốc của Huona zin luôn anh em ha, như thôi nha, hay giống thôi nha anh em, nhưng mà ốc của Huona zin đâu. Đây dưới đây là nó có chữ số series và chữ ZM, là con này được sản xuất tại nhà máy Zomax nha anh em. Zomax là một trong những nhà máy làm máy động cơ hai thì, máy cưa, máy cỏ, máy nông nghiệp rất nổi tiếng ở Trung Quốc nha anh em ha. Này cái nắp đây là cái nắp chụp bue này, nhưng có thể mở ra. Trong này thì chúng ta sẽ có lọc gió ha, anh em dùng mà bụi quá thì thường vệ sinh thì anh em mở này ra là anh em có thể vệ sinh được lọc gió nhé, lọc gió bên trong này. Bên trong là bộ chế, như hiện tại nó dùng bộ chế New West luôn theo anh em ha. Đây thì xem đúng rồi, nó dùng chế gọi là chế New West luôn này. Đó rồi, rồi thì tiết nổ cho anh em tham khảo nhé. Lắp vô lại rồi thì tiết nổ cho anh em. Về cái con New West 688 này thì nó vừa tùy đợt anh em, có đợt thì nó có đúng bơm, có đợt không đúng bơm nha ha. Cũng chung là một nhà máy Zomax sản xuất hết á, nhưng mà tùy đợt nhà nhập khẩu họ nhập về trúng đợt nào là thì nó dính được đó thôi. Bởi vì nhiều khi anh em thấy là lâu lâu thì quay video thì nó lại có đúng bơm, lâu lâu thì quay thì lại không có đúng bơm ha. Nhưng mà hoàn toàn là giống nhau hết nha anh em. Xăng thì là đổ vô rồi, xăng nhớt đổ vô rồi, giờ thì bơm xăng thôi. Đó, anh em bơm mấy cái là thấy xăng nó lên nè,
Xăng lên rồi công tắc nha anh em. Đây, nhặt lên là bật nè. Kéo ra nè. Giật nổ nha. Con này thì hơi rất là căng, anh em giật cẩn thận nha. Giật nói chung để ý, kéo ra ăn chó luôn giật nè. À, kéo ra ăn chó, giật. Đó, nghe tiếng ho rồi thì gạt e vô. Cưa new wave 68 này, cái nhôm nhớt nó bơm rất là khít nha. Đảm bảo anh em luôn, nếu anh em đang dùng những con máy của Trung Quốc thương hiệu khác rồi á, mà anh em chuyển qua con new wave 68 này, anh em thấy cái lượng nhớt nó bôi, nó bơm ra á, là anh em hoảng luôn á. Không có cái máy Trung Quốc nào trong tầm tiền này mà nó bơm nhớt cỡ này á nha anh em. Đảm bảo anh em luôn. Hồi giờ thậm chí mấy hãng luôn, mấy hãng mà ví dụ như tầm khoảng như 45mm thì nó tương đương đó, nó có con 260 hoặc là 353 của thằng Huona 260 cái tin á, bơm nhớt nó cũng không bơm tốc độ mà nó ra khủng khiếp như là New Wave 688 này luôn á anh em. À, đang nói ở cái lưu lượng nhớt nha anh em, chứ không nói về chất lượng nha. Chất lượng thì chắc chắn những con hàng zin chính hãng như là Huona hoặc Steel thì giá nó gấp 3 gấp 4 lần thì chắc chắn nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nha. Hiện tôi so sánh ví dụ về cái lưu lượng nhớt bơm ra cho vui thôi. Chứ còn mà chất lượng thì đảm bảo không bằng rồi. Những con máy hãng này gấp 4 lần tiền mà, đúng không? Con này thì 3 triệu 3. Mấy con máy hãng 260 bữa nay anh em mua cũng 11-12 triệu, 4 lần tiền à. Rồi, anh em nào quan tâm về mẫu cưa New Wave 688 này thì có thể liên hệ với số điện thoại dưới góc màn hiển thị, hoặc là số điện thoại của dưới phần bình luận thì sẽ được trực tiếp cho anh em tư vấn kỹ hơn về mẫu này để thêm thông tin nhé. Anh em xem video nhớ bấm đăng ký kênh và thông báo để mỗi lần mà chúng ra video mới anh em sẽ biết và xem thông cảm những sản phẩm tiền nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video, hẹn gặp lại anh em video tiếp theo nhé.